Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát, Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát, Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát, Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni, Nam Mô Hắc Ra Đắc Na Đa La Dạ Gia, Nam Mô A Di Đà Bà Lô Kiết Đế Thích Bát Ra Gia Bồ Đề Tát Đỏ Bà Giả Ma Ha Tát Đỏ Bà Giả Ma Ha Ta Lô Ni Gia Gia Tát Bạn Ra Phật Về Sầu Đắc Na Đắc Bảo, Nam Mô Tát Kiết Đắc Đỏ Nam Mô A Di Đà Bà Lô Kiết Đế Thích Phật Ca Lăng Đà Bà, Nam Mô Na Ra Cần Kỳ Hay Rị Ma Ha Bằng Đà Sa Mấy Các Bà Tha Đậu Vô Bằng A Thầy Dùng Các Bà Tát La Ma Bà Giả Ma Phật Tát Độc Đắc Địa Tha Bà Lô Hay Lô Ca Đế Ca Ra Đế Di Hay Rị Ma Ha Bồ Đề Tát Đỏ Tát Bà Tát Bà Ma Ra Ma Ra Ma Hay Ma Hay Rị Đà Dần Các Lô Cô Lô Phước Mong Độ Lô Độ Lô Phật Sa Gia Đế Ma Ha Phật Sa Gia Đế Ra 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 Địa Lợi Ni Tát Phật Ca Gia Gia Ra Gia Ra Ma Phật Ma Ra Một Cây Lợi Di Hay Di Hay Thất Na Thất Na Ra Sâm Phật Ra Sa Lợi Phật Ra Phật Sâm Phật Ra Sa Gia Hồ Lô Ma Đa Hồ Lô Hay Địa Ta Ra Ta Ra Tất Lệ Tất Lệ Tố Lô Tố Lô Bồ Đề Giáo Bồ Đề Giáo Bồ Đề Giáo Bồ Đề Giáo Như Đế Địa Giáo Na Ra Cần Kỳ Địa Ri Sắc Ni Na Bà Già Ma Na Ta Bà Ha Tất Lệ Giả Ta Bà Ha Tất Lệ Như Lệ Tất Bà Đa Giả Ta Bà Ha Ma Ra Ra Ta Bà Ha Tất Ta Tăng Nam Bồ Tát Giả Ta Bà Ha Ta Bà Ma Tất Lệ Giả Ta Bà Ha Giả Kiết Ra Tất Đại Giả Ta Bà Ha Ba Đà Ma Yết Tất Đại Giả Ta Bà Ha Nam Mô Hắc Ra Đắc Na Ra Ra Dạ Gia Nam Mô A Di Đà Bà Lô Kiết Đế Thích Bà Đại Giả Ta Bà Ha Tất Điện Đô Mạng Đa Ra Bạc Đại Giả Ta Bà Hán Tất Điện Đô Mạng Đa Ra Bạc Đại Giả Ta Bà Hán Tất Điện Đô Mạng Đa Ra Bạc Đại Giả Ta Bà Hán Tất Điện Đô Mạng Đa Ra Bạc Đại Giả Ta Bà Hán Nam Mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát Nam Mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát Nguyện Xin Đức Quán Thế Âm Bồ Tát Xin Đàn Trời So Xét Quán Chiếu Khinh Nguyện Cầu Cho Quốc Thế Dân An Mưa Thuận Gió Hòa Nhà Nhà An Vui Lạc Nghiệp Nguyện Xin Đức Quán Thế Âm Bồ Tát Từ Bi Gia Hộ Độ Cho Bạn nguyện xin độ cho Phùng Thị Tươi sinh năm 1975 Nguyễn Mai Hiền sinh năm 1980 Đỗ Thị Cẩm Nhung pháp danh Ngọc Nhung 62 tuổi Vương Thị Xuân 57 tuổi cùng tất cả bà con cô bác trên kênh của con xem kênh thân tâm thường an lạc gia đạo được bình an làm ăn gặp nhiều điều thuận lợi tai qua nạn khỏi bệnh chứng tiêu trừ Nam Mô Nguyện Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát Nam Mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát Nam Mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát Hồi mến chào tất cả bà con cô bác anh chị em ha hôm nay dắt lợi về miếu hồi 5 giờ tới giờ bà con rút gọn bát hương lau dọn quét dọn chân trầu cao hôm nay giác lợi về miếu tắm rửa kim thân hôm nay giác lợi về miếu giác lợi tắm rửa kim thân của chư vị thần linh âm địa âm thần tài nè bà con dùng rượu giác lợi dùng rượu để lau chùi tắm rửa kim thân của quý ngài sạch sẽ nè bà con rất là sạch sẽ không hôm nay về dùng rượu để tắm rửa kim thân giác lợi dùng rượu giác lợi tắm rửa kim thân của quý ngài rất là sạch sẽ và châm dầu đốt đèn rót nước dùng rượu lau sạch sẽ rất là sạch sẽ luôn bà con lau ở dưới luôn lau ở dưới rất là sạch sẽ hôm nay dắt lợi chỉ đi phụng sự tam bảo là tắm rửa kim thân của quý ngài bị dắt lợi có phát nguyện tắm rửa kim thân của quý ngài rồi dắt lợi tắm rửa kim thân quý ngài rồi dùng rượu để lau sạch sẽ rồi trên cầu cao hôm nay bông ngay cũng hết rồi nè bà con thấy không đó. Dắt lợi cũng có thỉnh dầu hôm qua kia dắt lợi có ghé dắt lợi thỉnh dầu về đây hai bình để phụng sự tam bảo bà con thấy hồi 5 giờ tới giờ mũi cắn mà bây giờ 5 giờ bây giờ là chắc 6 giờ mấy gần 7 giờ rồi tắm rửa kim thân rút gọt bát hương nè bà con ha rút gọn bát hương giờ dắt lợi xịt nước qua cúng dường cho bà xong rồi dắt lợi nguyện xin cái lộc cho bà con ha Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Con cúi đầu đảnh lễ Đức Thánh Mẫu, Đức Phật Bà, Nam Mẹ Ngũ Hành. Con cúi đầu đảnh lễ các vị Long Thần, Long Thiên Hộ Miếu. Con pháp danh Nguyên Vũ, pháp tự Giác Lợi. Hôm nay với lòng thành kính, con về miếu phụng sự Tam Bảo, châm dầu đốt đèn rót nước, rút gọn bát hương. Con cũng có trình lễ, con xin tắm rửa kim thân, chư vị thần địa thần tài. Con cũng nguyện xin Đức Thánh Mẫu, Đức Phật Bà, Nam Mẹ Ngũ Hành, Đèn Trời soi xét chứng minh. Xin ban phước lành cho con pháp danh Nguyên Vũ, pháp tự Giác Lợi. Có duyên lành, con xin lộc hàng ngày đều về đúng ngày đúng giờ. Để cho bà con cô bác trên kênh của con xem kênh được cái lộc may mắn hàng ngày. Nam Mô A Di Đà Phật. Con thành tâm nguyện niệm một biến Bát Nhã Tâm Kinh, nguyện đem công đức hồi hướng cho Phùng Thị Tươi, sinh năm 1975. Đỗ Thị Cẩm Nhung, pháp danh Ngọc Nhung, 62 tuổi. Lê Thị Thúy Nga, sinh năm 1976, tuổi Bính Thìn,
Nguyễn Mai Hiền sinh 1980 tuổi Giáp Thân, bị tam tai phạm thay thế, chuyện lớn quá nhỏ, chuyện nhỏ quá không, gia đạo được bình an, làm ăn gặp nhiều điều thuận lợi. Nam mô A Di Đà Phật. Ma Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Quang Tự Tại Bồ Tát Thành Thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời Chủ Kiến Ngụ Quẩn Như Con Người Thế Cổ Xa Lợi Đợi Sắc Bất Chỉ Không Không Bất Chỉ Sắc Sắc Tất Tị Không Không Tất Tị Sắc tưởng hành tất diệt phục như thị xa lợi đẩy thị chân khó không tướng bất sanh bất diệt bất có bất tịnh bất tâm bất vọng thì có con tung vô sắc vô thọ tưởng hành tất diệt như thị tự tâm ý vô sắc tinh đơn dị xuất pháp vô nhận giới này chi vô ý thức giới vô minh diệu chỗ vô minh tạng này chứ vô là tạng diệt vô là tự tạng vô khổ tập diệt đạo vô đấy vô đấy vô sợ đó có bồ đề tăng đó thì văn nhã ba la mật đa có tâm vô quay ngại có vô cũng vô diễn ly liên đạo mộng tưởng cứu cánh niết bàn tạm thời chư phật y văn nhã ba la mật đa cố đắng nậu đa la tam hiệu tam bồ đề bồ đề con nhã ba la mật đa thì đại đẳng chủ thì đại minh chủ thì vô đẳng chủ thì vô đẳng đẳng chủ đẳng trừ như thế còn chân thể bất hư của thế ba nhã ba la mật đa chủ thực thi chư diệt hiện đế đế ba la hiện đế ba la tăng hiện đế bồ đề tăng bà hai đế đế ba la hiện đế ba la tăng hiện đế bồ đề tăng bà hai đế đế ba la hiện đế ba la tăng hiện đế bồ đề tăng bà hai đế đế ba la hiện đế ba la tăng hiện đế bồ đề tăng bà hai nam mô a di đà bà già đà đà già đà già đà đi đà di đi đô bà tì a di đi đà tất tam bà tì a di đi đà tì ca lăng đê a di đi đà tì ca lăng đa già di đi già già đà chỉ đà ca lệ ta bà nam mô a di đà bà già đà đà già đà già đà đi đà di đi đô bà tì a di đi đà tất tam bà tì a di đi đà tì ca lăng đê a di đi đà tì ca lăng đa già di đi già già đà chỉ đà ca lệ ta bà nam mô a di đà phật. Con phát danh Nguyên Vũ, phát tự Giác Lợi với lòng thành kính, nguyện xin ban phước lành, xin độ cho con xin một thể sâm, một thể sanh cầu cả tài cả lộc. Ngày thứ ba, ngày 12 tháng 11 nhằm ngày 12 tháng 10 âm lịch năm 2024, nguyện xin độ cho một thể sâm tốt, một thể sâm về miền Nam có đài Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu, đêm có miền Bắc miền Trung, ban cho một thể sâm tốt cho bà con cô bác trên kênh của con tham khảo mua tờ dãy số. Theo số thể sâm cầu cải lộc may mắn ngày thứ ba, nguyện xin Đức Thánh Mẫu Đức Phật Bà đèn trời soi xét xin từ bi gia hộ Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi Giác Lợi xin được số thể sâm nha con ha. Giác Lợi xin được số thể sâm. Giác Lợi quay vào trong, Giác Lợi trình lễ nha. Nam Mô A Di Đà Phật, con cúi đầu đảnh lễ nguyện xin trình lễ Đức Thánh Mẫu Đức Phật Bà Nam Mẹ Ngũ Hành. Nguyện xin đèn trời soi xét xin từ bi gia hộ độ cho số thể sâm này cầu được cái tài cái lộc may mắn ngày thứ ba trùng khớp với đài Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu, liên có miền Bắc miền Trung về đầu gì đặc biệt về trong lô được rỡ để cho bà con cô bác trên kênh của con tham khảo mua tờ giấy số cầu được cái lộc may mắn. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện xin ban phước lành cho. Nam mô A Di Đà Phật. Con thành tâm xin đón nhận số thể sâm. Số thể sâm là số 23. Số thể sâm là số 23 323 323 23 32 nha bà con ha. 23 32 ha. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay Giác Lợi xin Đức Mẹ Phật Bà Nam Mẹ Ngũ Hành cho bà con được số thể sâm là 23 32. Thì anh chị em nào hợp thì mua tờ giấy số 23 32 nha. Nam mô A Di Đà Phật. Con cũng cúi đầu đảnh lễ xin Đức Thánh Mẫu Đức Phật Bà Nam Mẹ Ngũ Hành các vị Long Thần Long Thiên Hộ Miếu điểm chỉ cho số thể sâm 23 32 có được cái lộc lớn ngày thứ ba trùng khớp với đài Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu, tìm có miền Bắc miền Trung để cho bà con cô bác trên kênh của con tham khảo mua tờ giấy số. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Ngày 12 tháng 11 năm 2024 nhằm ngày 12 tháng 10 âm lịch, nguyện xin ban phước lành để cho bà con cô bác trên kênh của con được hưởng cái lộc. Nam mô A Di Đà Phật. Cúi xin Đức Thánh Mẫu Đức Phật Bà đèn trời soi xét xin từ bi gia hộ độ ban cho số thể sâm 23 32 có được cái lộc lớn, nguyện xin đèn trời soi xét xin ban phước lành. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Cúi xin đèn trời soi xét xin từ bi gia hộ độ cho số thể sâm 32 23 có được cái lộc lớn để cho bà con cô bác trên kênh của con tham khảo mua tờ giấy số cầu được cái lộc may mắn. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện xin đèn trời soi xét xin từ bi gia hộ ban phước lành cho tất cả bà con cô bác trên kênh của con có được cái may mắn từ số thể sâm. Nam mô A Di Đà Phật. Giác Lợi mến chào tất cả bà con cô bác anh chị em ha. Hôm nay Giác Lợi về miếu nè bà con, dùng rượu rút gọn bát hương, lau chùi sạch sẽ, tắm rửa kim thân, tắm rửa kim thân của chư vị thần địa thần tài luôn bà con. Giác Lợi tắm rửa kim thân của chư vị thần địa thần tài, Giác Lợi tắm rửa kim thân của các ngài sạch bóng láng luôn, dùng rượu tắm rửa lau chùi quét dọn hồi 5 giờ tới giờ bà con, 5 giờ rất là sạch sẽ. Giác Lợi nguyện các ngài độ ban cho bà con cô bác anh chị em được cái lộc may mắn,
và giác lợi cũng thành tâm vừa sinh được Đức Thánh Mẫu, Đức Phật Bà. Số thể xăm là 23 32, bà con ghép vô và 232 223 dùm cho giác lợi ha, 323 gì đó, số thể xăm là 23 32. Thì anh chị em nào hợp thì mua tờ giấy số 32 23 nha. Hôm nay giác lợi xin một thể xăm thôi, một thể xăm cho cô bà độ cho bà con cô bác được cái lộc lớn. Nam mô A Di Đà Phật, với lòng thành kính giác lợi cũng nguyện cầu cho quốc thế dân an, mưa thuận gió hòa, và chúc tất cả bà con cô bác anh chị em luôn được niềm vui an lạc, gia đạo luôn được bình an, làm ăn gặp nhiều điều thuận lợi, tai qua nạn khỏi, bệnh chướng tiêu trừ. Nam mô A Di Đà Phật, cứu sinh Đức Thánh Mẫu, Đức Phật Bà đèn trời soi xét, xin độ ban phước lành cho tất cả bà con cô bác trên kênh của con. Nam mô A Di Đà Phật. Ta ra ta.